Hello, Tiên xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Tiên Hồ Family nha. Thì lâu lắm rồi Tiên không có quay video cả nhà ơi. Tại vì mấy tuần nay Tiên bị ốm ngán nhiều quá trời luôn, ăn không được. Mà không ăn thì đau bao tử, mà ăn vô thì nó nặng bụng chịu không nổi. Ăn vô là phải nằm suốt luôn mấy tuần nay. Tiên nằm là chủ yếu, cả nhà không có nấu ăn gì nổi, ăn cơm cũng không được. Phải đi ra ngoài ăn suốt luôn cả nhà, mà ăn không có vô á. Nên là không có sức để quay video luôn. Hôm nay thì đỡ đỡ một chút. Ông xã Tiên chở hai mẹ con đi ra ngoài ăn cả nhà ơi. Cũng không có nấu ăn được luôn cả nhà. Miệng nó lạc ha, mà nó kỳ kỳ á. Miệng nấu ăn xong là nêm đồ ăn nó chất quốc à. Nấu ăn xong là dọn cho hai ba con ăn là Tiên đi vô Tiên nằm á. Tiên ăn không nổi luôn á. Nên là mấy bữa nay không có nấu ăn nổi. Đi ăn ngoài là chủ yếu rồi cả nhà. Đó, thì mời cả nhà xem video clip này của Tiên nha. Hôm nay Tiên đã quay trở lại, khỏe khỏe hơn một chút rồi. Tiên sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. 15 cân còn ly thì lên 10, lên 15. Ly sẵn vậy đó ha. Wow. Xoài keo lắm. Thấy xe té ha. Để cho em trái đó chị. Cho em một trái đi. Rồi vô đây đứng rồi con. Wow, trái tách sẵn vậy đó hả chị? À, đúng rồi, em trái 15. Rồi, lấy em trái đi. Rồi, lấy trái ngon. Ồ, trái ngon ngon nha. Lấy trái ngon chị. Ôi ôi, trái xoài tách nhìn đẹp quá trời. Đẹp luôn, chảy nước miếng. Đi nghe, đi nghe, phải dừng lại. Dạ. Rồi, em lấy muối hay mắm muối? Cho em muối đi. Muối nhạt quá, muối tôm. Muối nào đựng cay quá. Nè, ông xã Tiên chở Tiên đi ăn nè, cả nhà nếu đi ngang gặp cái chỗ bán xoài keo. Ôi ơi, người ta gọt nhìn đẹp con mắt quá trời luôn, phải dừng lại mua ăn nè cả nhà. Đó. Một trái gọt sẵn vậy là 15.000. À. Bán đường tôm đức thắng, có ai muốn ủng hộ? À, bán được không chị? Bán được em. Tại chị bán ở đây 7-8 năm rồi. Với lại cỡ gầy cũng nắng nóng ha, ăn cái này vô cho nó. Chị bán 7-8 năm quen khách rồi em. Dạ. Yeah. Ồ, oh, đi ngang gặp cái xe không thể nào mà không dừng lại á cả nhà. Này nhòn đồ rồi đó, chơi sáng đầy dãy. Rồi. Đi đơn hàng ăn nhiều lắm. Vậy đó, ồ, oh, ồ, nhìn cái xài nè cả nhà. Ngon chưa? Rồi, bây giờ đi ăn thôi cả nhà ơi. Đi con ơi. Hello, con chào cô chú đi. Gia đình Tiên đã đi đến chỗ cơm tắm rồi nè cả nhà ơi. Ngay chỗ này là chỗ chợ ngã khu ăn uống chợ đêm Cao Lãnh ngã tư Đèn Dầu nè cả nhà. Đó, kêu quán cơm tấm, kêu cơm tấm bên đó qua đây ngồi. Đang đợi. Quán đông quá. Cái xin 4.000 ha. Xin lỗi em. Con tặng xe nè chị. Nè quay lại nè, quay lại nè, nói cô chú đi, bữa nay con đi ăn cái gì đó. Cơm tấm. Em thích ăn cơm tấm lắm đúng không? Rồi uống miếng nước đi. Đi học về Tiên không có nấu cơm cả nhà ơi. Sợ Tiên chở hai mẹ con đi ăn luôn. Mệt quá không có nấu cơm nổi luôn ạ. Cơm ra nè cả nhà. Rồi con trước đây. Con ngự mà dì cỡ con nhỏ. Bái có xíu cơm để dì chị. Được. Con ăn có xíu à. Rồi. Dĩa cơm. Cơm tắm thịt nướng à, kêu thêm cây gì cây nem nữa nè cả nhà. Ô trời ơi, nhìn ngon quá cả nhà ơi. Kìa ông xã Tiên cũng dĩa lên hai dĩa với ăn với lại nước súp. Mời cả nhà ăn cơm tắm. Cơm sườn nướng với lại nem với Tiên nha. Con mời cô chú ăn với con đi. Rồi. Đây để mà lấy chín rồi chờ. Ờ ngon quá cả nhà. Thôi con ăn thử miếng nem hả? Đâu rồi? Rồi. Không có cay con. Dai hả? Để mẹ gửi cho. Rồi sau một hồi chiến đấu thì Tiên đã không thể chiến đấu tiếp tục nữa cả nhà ơi. Quá ngán rồi. Nè dĩa của bé Thơ ăn hết trơn. Cả nhà hấp sạch nước canh luôn. Của Tiên Tiên ăn được miếng nem nướng với miếng cơm à. Bao nhiêu là bỏ luôn cả nhà, ăn không nổi. Ôi, bữa nay là bé Thơ là chiến thắng mẹ luôn à. Ăn quá trời ăn luôn rồi. Ôi, mới thấy bữa nay ăn hết dĩa cơm luôn á nha cô chú.
Chú thấy con giỏi không? Giỏi. Giỏi. Tự trả lời luôn. Giỏi. Đó, xong rồi ăn cơm xong rồi cả nhà ơi, bây giờ gia đình Tiên tiếp tục đi. Đi tăng 2 nha cả nhà, đi vô quán trà sữa. Rồi bây giờ vô quán trà sữa lấy xoài keo ra ăn nha cả nhà. Nãy Tiên mua nè, 15.000 trái nè, vàng ươm, vàng tươi luôn nè cả nhà. Ngon ghê không? Chấm miếng muối. Trời ơi. Mời cả nhà ăn xoài với Tiên nha. Thôi con ăn cái này. Con ăn cái này thôi, con không ăn cái nữa. Con ăn xoài vậy. Cái này Tiên mua. Cái này Tiên mua thêm trứng cút với lại chả giò nè cả nhà. Nãy Tiên ăn cơm không được á, nên là mua miếng này ăn. Để thôi hồi bị sốc ruột, ăn xoài vô là sốc ruột lắm á, nên mình mua thêm cái này mình ăn vô cho nó đỡ sốt ruột. Mà ăn cái này thì lại ăn được cả nhà. Còn ăn cơm nãy là đưa vô miệng là ói ra hết à. À, con mời cô chú ăn trứng với con đi. Nóng lắm á nha, thổi nha. Ôi xoài ngon quá cả nhà ơi. Ngọt ngọt chua chua. Mười lăm ngàn trái cũng xứng đáng ghê á. Chả giò. Ăn chả giò được mới ghê. Quay ba luôn đấy. Nha, anh xã nè. Anh xã ngồi ăn ăn xoài ké luôn. Chấm miếng nè. Rồi cắn. Ngon à. Qua đã. Bé Thơ không chịu ăn xoài cả nhà ơi, đoạn trứng à. Hello, hai mẹ con đi ăn về nè cả nhà ơi. Nãy giờ ăn quá trời ăn luôn mà mỗi thứ ăn có một chút xíu cả nhà. À, một miếng cơm. Ít quá à, con ăn hết luôn. Bé Thơ đang ăn hết dĩa cơm luôn, Tiên ăn được một chút cơm, một miếng xoài, một miếng chả giò. Với uống trà sữa, nó nhiều đó, nãy giờ không biết nó có quấy lộn nhau trong bụng không nữa, nhưng mà giờ thì thấy chưa có gì. À, thì Tiên xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ gia đình Tiên nha. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú. Xin chào.